cha đúng mà chốt qua rồi đây lộn mình cảm ơi xíu nhưng mà cũng còn ngon đến cảm còn ngon đến cảm ơi. Tính quýnh nước trước mà quên chốt qua không chưa không xong rồi đã Dương ơi có gì bị liên mới về người gì nữa trước rồi vậy có phụ nữ đây này mà bệnh rút tháo dựng nước thì ăn phải không nhưng mà cái nước đó chỉ anh với em thấy thôi trong không ai thấy đây rồi cho được uống thêm ba đủ mà nếu mà bả nhảy tao còn con nữa là tao chơi à nếu tao còn nữa đi mình đâu có đâu mừng chứ quẹt cho nó quá chứ thêm ngon mình nói thiệt quẹt được làm gì đó đâu quẹt được ủa không làm gì biết sao quề được đó dám quýnh không hỏi thiệt quề cho được á dám quýnh không ở đó mà ngồi mà nó chấp cái gì được không biết ra vậy gì biết ra nó thôi chứ không vậy bạn được cái nó dấp rồi bạn hả nó dấp hoài chết đi bả nhảy là lấy gì ăn kiên trì ai mới vô lấy con cái gì vậy
Đủ biết rồi phải tiền. Ai nói vô lấy con chú Việt rồi kì vậy? Chơi kì quá rồi, chơi lấy con của chú Việt rồi. Bởi tôi dở quá, tôi mang tiền ông vậy thôi chiếu. Đủ quá tôi là người gọi đứng đâu đây chứ mày mày cũng cạo máu rồi không ăn. Thấy đốt người giữa rồi mà tôi quên nên sao ý tôi như vậy. Giờ đốt đi. Phép tắt rồi chú Việt ơi, con muốn đi đây phải không? Đi không có xin gì hết. Cảm đừng cẩn đó. Muốn cái gì à? Còn muốn lên lên đi đó. Có muốn lên chốt nào cũng lên chỗ này. Chú Việt ơi, con xin phép đi ngủ. Tôi hiền lắm, tôi nhờ anh trai ở sống qua ngày. Tôi nói rồi, muốn ăn dễ chết con điện mẹ đi chứ nè. Lên phải không? Rồi rồi, lên đi. Qua hả đây, một đổi hai tôi đổi liền. Ví dụ, tôi... Rồi, cứ thằng con quá. Mình chơi lại dữ gì trời. Đừng cười nữa, cười xì hơi lên cho nổi. Thôi,
chết. Còn như con tôi cũng ép lắm mẹ ơi. À. Xe báo cái đồ đó cháu đi, tôi để cháu rồi. Không thể tới lên nữa các bạn chó à. Rồi thọt đi, tôi lên sĩ cho anh em mình đứng hết trơn. Đó, hai anh em cứ thọt. Hai anh em này thọt nó rụt rẹt, rụt rẹt, rụt rẹt. Chuyến nó chạy về, thấy không? Anh à, kéo luôn, qua xe đây đi. Qua đây nằm không chắc chứ. Chỉ qua đây về. Vụ pháo đầu á, tao báo cho mày biết á, trời cứu mày đó, ở đó mày rút pháo về. Ừ, tao mới giới thiệu mày ăn liền hết hồn, thấy không? Cho nó gác đồ lên cho nó tròn lên, cảm ơn. Yeah. Gác sĩ đồ lên cho nó tròn. Ủa sao không gác tròn ta? Tròn như trái mít vậy, trái mít tròn đúng không? Mày đỡ được rồi, tao kêu hoàng thầy nè, chiếu nè. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Tôi để cho anh em chiếu. Ui mẹ hên quá, sao không ăn tôi. Hết đỡ rồi. Nha, tao sao ác. Bây giờ mình cũng có đâm một cái là đủ phá ruột, gan phèo phổi mày lòi đủ phút đâm luôn. Về xe đi, tao ăn xe mày thôi. Cái đó là xử nhẹ thôi. Ê, tao vũ bí luôn chứ ăn làm gì xe mày. Tao quýnh rồi. Ở Việt Nam giờ tao quýnh lại cái chịu trực tiệm. Bắt 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 xe luôn đi. Bắt quay ông. Quýnh kỹ rồi tôi ăn chắc. Tôi đừng có hiểu gì. Thank you.
tiên xuống lệnh liền. Không ăn được vô đâu. Lên hai sĩ tàn sát sinh linh. Nhảy ngựa vô giữa đó anh Cẩm. Đồ má trời cũ nè. Nhảy vô giữa ngựa ra tôi lưỡng chiếu. Đồ mới đi à. Ủa người ta ai đó tôi nói tôi nhảy ngựa vô giữa. Cái gì gian quá. Biết tôi đúng được mà trời. Nhảy ngựa vô giữa đó anh Cẩm. Đồ má trời cũ nè. Nhảy vô giữa ngựa ra tôi lưỡng chiếu. Đồ mới đi à. Ủa người ta ai đó tôi nói tôi nhảy ngựa vô giữa. Nhưng lúc đó lên xe là bên bố tôi cũng được lẹt chút xíu thôi. Nhịn nó thì nhịn thôi, ta không nhịn. Không nhịn mình làm tới luôn. Rồi, 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 rồi.
Vô nước tôi làm liền chứ tưởng vô hai nước. Vô nước à. Anh cảm không có cười nha. Mới cái nước cười hay của ta cười. Mình chuẩn bị chạy tướng ra rồi sao thấy tới đó hết sẵn đậu lại. Đúng
đã cũng an toàn, không có cái gì đâu. Đâu có con ngựa thì không có nước giúp cục gạch gì hết. Lòi nữa anh cảm ơn, cái lòi bự ra tùm lum cảm quýnh riết anh cảm ơn. Bây giờ chú hay quá, tính tưởng tượng rồi à, ok phải không à, vậy là xong ăn xuống tường thôi tự nhiên anh nhỉ, ăn xuống tường bắt xe là thẳng rồi chạy xe sao ta bắt xe, xe thì nhiều ta thì lúc đầu muộn bà nhi lên thêm toàn voi nói vô đó có điểm đắt mà mất vô đó đắt cái gì nó cần anh vô đó là điểm đánh của mình mà mất con voi đó đánh sao anh hiểu không, có con voi đó đó là mấy cái chỗ anh không xuống mất con voi đó tự nhiên xe nó chạy nhanh sao để im đó anh hiểu không, con voi đó điểm đánh của mình mà mình đang muốn ngó không biết mắt đưa tầm gì đó mà tự nhiên nó đánh nó rồi lấy gì đánh nó nữa đang muốn đánh nó mà anh hiểu không, cái chỗ đó là chỗ đánh của mình mà anh hiểu không, mình đang còn muốn có nó ở đó nữa mà để mình đánh nó mà nên cái chỗ đó là mình đang còn muốn có mặt ở đó để mình đánh nó. Ví dụ lỡ ra cắm chạy thì thấy vô duyên không? Cái điểm game đó. Điểm đó. Tao tôn trừng. Tự trừng đi, cái ai là cái đầu trừng? Hỏi mắt. Trừng đi đâu mà trừng, đặt cái trừng gì? Chưa? Giờ ông voi đó nhìn thấy cái mặt ngáo không? Giờ đi bất cứ lúc nào cũng chết cho mình chứ. Nhưng mà cái con tự đó là đi bất cứ lúc nào cũng chết mình, bảo đảm luôn, đi bất cứ lúc nào cũng chết. Không chạy đâu với mình hết trơn á. À, con tự đó là chỗ đó điểm đánh của mình không có cho nó chạy được. Nó chạy là đánh sao? Nó không có chạy đâu. Không chạy hả? Ừ, chạy đâu. Nhào xuống đi. Không, đứng đó đó, không có nhào gì hết trơn á. Bên kia lên đi. Nhào lên đây, trời đất ơi. Bên kia cũng nhào lên đây. Vậy thôi. Bên kia dám nhào lên không? Ồ, đúng rồi. Nó là
đâu, nó chạy đâu chứ. Rồi, cái đó thì được, cái đó ok á, rồi tiếp đi. À, chị bắt nổ rồi chứ vậy. Chị hết nổ rồi chứ vậy. Chị hết nổ rồi phải không? Chị hết nổi rồi vậy? Đừng đó. Đừng ra đi. Đi đâu mà đi chứ. Đừng im đó. Đừng chạy gì chân. Ồ, ghê ha, ghê ha. Thấy hở là chọt ha. Thank you.
xe chạy lái á. Tôi thấy hai xe nhờ nó đâm chiếu nó chạy đủ. Vô cái đầu rồi đi. Mình vô đầu rồi đi với tao. Vô cái đầu rồi chạy với tao chết không tay. Không ăn què. Không ăn là què. Mình làm vậy ta nhát quá, đụng cái hụt ở ngoài. Trên dưới có tao hết á, ngự mà nó nhảy qua là tao tiến giá ngự đó. Nghề tao nghề tiến giá ngự. Còn làm tao làm lũi đi hoài đó, báo đỡ. Nói là cái cửa xe không ngựa, không bịt mờ, không có cái cửa vậy. Ba gai như tháo vậy không? Không được kỳ lạ chứ. Vô chốt ác như ác nhân sắc cốc.
nào lên nổi hai xe, hai chiếc xe, chiếc xe đây. Cái xe chuột thì pháo xịt từng bệnh quầy, nhưng mà hai xe chuột là xe pháo thôi. Không, nó khó lắm, chứ không phải dễ. Đúng rồi, chỗ đó tại chúng con tháng xịt không mà xe pháo cũng phải lo đợi nữa. Đỡ cái gì, tôi dương hai xe lên hết. Mình đã lấy xe qua bắt chốt, chú này đứng rồi. Lấy bệnh còn hy vọng ăn nữa, bệnh không chịu quầy. Lấy tạm ra. Đâu xe phòng mạng mà nặng, được thôi. Mình là điên cục biên được mà chầm xe ra cái bệnh liên luôn, ai đi chỗ phải đi việc thì vô thì kịp. Bạn sắc chưa tới cần về xài tới chỗ trời phải chết.